Anh em xài tệp 12 kg với 9 kg đời mới mình đó, xài có gió màu đen nha. Thì nhược điểm của hàng đời mới mình đó là nó kêu rất là to. Tại sao? Tại vì cái lá gió nó mỏng nha, cái quạt thép mình nó đập vô cái xi lanh đó, nó kêu rất là to. Đó là nhược điểm của hàng đời mới, tệp 9 kg đời mới. Thì cái lá gió này nè, nó xài đường kính là 20 25 ly 9 thôi nha. Mà một số anh em xài lâu nó bị lỏng cái ống á, mình bỏ vô lúc mình lắp vô qua thép á, mà mình bỏ vô mình nhét cái ống á, bịt lỗ hơi lại, mình nhấn cảm giác cái hơi nó không có độ nén, nó tuột lút luôn, không có độ trôi á, thì nó trôi luôn, nó không có độ nén lại, không có tưng lại, thì nó hơi nó lọt hơi đó nha, lọt qua hướng này nè nha. Thì mình bỏ vô là qua thép nó không được xây nha, phải kín vô qua thép thì nó luồn hơi ở bề kính ngoài đi đó. Thì anh em mà bị vậy là mình bắn là được, ví dụ bắn 5 cái thì một cái mạnh nè, cái đầu tiên mạnh nè, còn vài cái sau nó yếu xìu à, đó lý do nó lọt hơi. Thì mình để lâu rồi nhớ cái dồn vô mình bắn được cái nó mạnh lời nha, lực nó không đều nhau, bắn không căng được. Thì lúc đó anh em sẽ lấy gió tăng cốt lên, tăng cốt là mình sẽ lấy gió silicon nè, thằng này là kính 6 ly 2, là 26 ly 2 lần nha, tăng cốt lên nha, lớn lên nó khít thì nó căng hơn, thằng này là silicon đó, bắn nó êm hơn nha. Thằng này là mình lấy gió độ thì nó dày hơn xíu, nó bắn nó đập vô cái xi lanh này nó không kêu to bằng nhà. Thằng đen này nó êm hơn nha, đó thái độ. Thì anh em bị trường hợp vậy là cứ alo cho mình đi, mình đang tăng cốt lớn lên cho nha. Thằng này nếu mình lọt hơi đó, mình vẫn 5 phát vô mới dán, độ sâu nó khác nhau liền, mình độ lên cho nó lớn một xíu nữa, nó khích lên nữa, lực nó đều nhau mới được nha. Rồi, anh em cần alo số điện thoại này mình tư vấn cho.